Trời ơi, mọi người làm công ăn lương sắp cuối tháng rồi. Trời ơi, qua giờ tôi với Linh đứa nào cũng quất hai gói mì tôm. Từ sáng đến tối mỗi đứa hai gói. Không, hai gói hai đứa. Mỗi đứa hai gói. Hai gói hai đứa. Thì đó, mỗi đứa hai gói là mỗi đứa là sáng chị ăn nửa, em ăn nửa, tối chị ăn nửa. Đúng rồi đó, kiểu là hai gói là hai đứa đó, chứ không phải là đứa được hai gói đâu. Sáng là một đứa chỉ được nửa tính gói. Hai gói rồi một nửa là một nửa có một gói. Bữa tối một nửa một gói là tính hai gói rồi. Hai đứa hai gói khác. Hai đứa hai gói khác. Là hai đứa được một nửa của mỗi gói đó là được hai gói. Hai đứa rồi. Hai gói khác. Hai chứ làm hai gói hai đứa. Hai đứa hai gói có nghĩa là hai đứa là một hai gói mì. Là tóm lại một bà hai gói hay một bà nửa gói là tụi tôi mỗi đứa hai gói mà một nửa của mỗi cái gói đó là tính hai gói, có nghĩa là gì nè, sáng ăn bữa đó